với chủ đề cơ hội xuất khẩu thực phẩm chế biến vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi. Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 2 năm 2023 thu hút trên 400 đại biểu từ các cơ quan trong và ngoài nước tham dự bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã chia sẻ về thông tin thị trường, tiềm năng thế mạnh nông sản thực phẩm của các địa phương, quy định của nước sở tại về các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, yêu cầu về bao bì, chứng chỉ Halal của các nước Hồi giáo, đồng thời cũng đưa ra các kiến nghị đối với Bộ Công Thương và đặc biệt các cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài trong việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, các ngành hàng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến. Sau khi nghe các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao hoạt động này của Cục Xúc tiến Thương mại khi được tổ chức định kỳ hàng tháng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống thương vụ thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần phải kết nối chặt chẽ hơn với các thương vụ để tổ chức cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu của địa phương mình đi đến các thị trường và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu của các nước đến địa phương mình, hỗ trợ cho các sản phẩm trưng bày tại các phòng trưng bày và cái sản phẩm dùng thử tại thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài. Chú trọng quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống logistics. Thì có như vậy, chúng ta mới có thể xuất khẩu được hàng hóa